Vợ cũ Bằng Kiều hứa lo lắng cho các con đuôi sau khi Phi Nhung ra đi. Sau thông tin Phi Nhung ra đi, cả showbiz Việt thật sự chấn động, giọng ca tuổi thơ của nhiều người đã không còn nữa. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở hải ngoại cũng bàn hoàng vì tin giọng ca bom đi điển từ giả cõi trần. Dù khá xót xa, nhưng vợ cũ Bằng Kiều khiến nhiều người ấm lòng vì lại hứa lo lắng cho các con đuôi Phi Nhung. Mới đây, ca sĩ Truy Di Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều đã có những chia sẻ về sự ra đi của người em thân thiết trên trang cá nhân. Cô cho biết dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật phải chia tay cô em gái thân thiết mãi mãi. Các con phi dùng không thể gặp mẹ lần cuối Truy Di Phương Trinh xót xa khi nhận được tin báo phi dùng trúc hơi thở cuối cùng. Cô viết Chị liệm cười khi nghe tin em đã ra đi nhung ơi. Chiếc khăn tang em đeo cho chị cách đây 2 năm khi ba mất. Không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em. Cô tiên nữ tên Phi Nhung đã được kêu về trời. Em về vui em nhé. Nợ trần em đã trả xong cũng như trả lại hết những lời cay nghiệt cười đời đã dành cho em. Cô tiên trước khi bay về trời phải trải qua thử thách và em của chị đã làm rất tốt. Chị luôn tự hào về em, về con người cũng như tiếng hát phi nhung và chị đã may mắn phát hiện cách đây 30 năm. Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Các con đùi của em đã có chị lo, riêng quên đi sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các chị cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Chị biết em đang khóc nè, đừng khóc nữa nhé, phải đẹp, phải cười thật tươi vì mình đang được trước về trời mà. Đừng buồn, một ngày nào đó chị em Bình sẽ gặp lại nhau thôi. Thương em nhiều. Có lẽ khi Phi Nhung bệnh đặng, nỗi lo lớn nhất của nữ ca sĩ chính là đàn con thơ, không có ai chăm sóc và cũng không kịp nhìn thấy con gái ruột yên bề gia thất. Chính vì điều này mà sau khi giọng ca sinh năm 1972 ra đi, vợ của Bằng Kiều tuyên bố sẽ chăm sóc các con của cô em gái để nữ ca sĩ có thể ra đi thanh thản hơn được xem là người chị thân thiết nhất của Phi Nhung lúc sinh thầy, Vợ cũ bằng kiều khiến nhiều khán giả ấm lòng trước lời hứa với Phi Nhung. Trước đó, quên đi, con gái ruột Phi Nhung vẫn được xem như người trong gia đình của Tri Duy Phương Trinh và hiện tại cũng không thay đổi. Cô sẽ thay Phi Nhung làm tròn trách nhiệm người mẹ còn gian dở. Lễ cầu siêu ca sĩ Phi Nhung trao bằng tuyên dương công đức Trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Sự ra đi của cố ca sĩ khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Chiều tối ngày 28 tháng 9, lễ cầu siêu cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại Chùa Giác Ngộ, Thành phố Hồ Chí Minh được phát trực tuyến. Đây là buổi livestream chùa tự tổ chức, không do phía Phi Nhung chủ trì. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho Phật tử, ca sĩ Phi Nhung vì đã tận tụy quên mình giúp đỡ người dân trong cuộc chiến chống Covid-19. Con nuôi Phi Nhung, Quỳnh Trang thay mặt gia đình đến tiếp nhận bằng tuyên dương. Ca sĩ Phi Nhung bị cơn bão, sai đất khai đánh cục, hoại tử một phần phổi. Trưa ngày 28 tháng 9, sau hơn một tháng chống chọi với Covid-19, dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng ca sĩ Phi Nhung đã mãi mãi ra đi. Nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 11 giờ 47 phút cùng ngày. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã xác nhận thông tin trên. Từ ngày 10 tháng 8, nhà riêng của nữ ca sĩ bị giăng dây và treo biển cách ly. Ca sĩ Phi Nhung cũng dừng hành trình làm thiện nguyện từ ngày này trong tin nhắn vào ngày 18 tháng 8, khi được dặn dò cố gắng vượt qua, nữ ca sĩ gây xót xa khi đáp lại, dạ, đau đớn lắm. Theo đó, trước khi mất tại bệnh viện chợ rẫy, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán mắc Covid-19, nhập viện Gia An Năm, sau đó chuyển qua chợ rẫy trong tình trạng biến chứng nặng, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm cơn bão Saidokai, Shida cơ quan. Ca sĩ Phi Nhung cũng được chạy ép mô và lọc máu liên tục. Ngày 24 tháng 9, Phi Nhung đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9. Theo tiến sĩ bác sĩ Quang Thế Dân từng chia sẻ trên báo Sức khỏe và Đời sống, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng và tử vong nhanh chóng ở bệnh nhân Covid-19 là do hiện tượng cơn bão cytokine. Đáng tiếc, ca sĩ Phi Nhung lại bị cơn bão này tấn công dẫn đến tình trạng tiến triển nặng và đã không qua khỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất.